Xin chào tất cả mọi người nha. Lần đầu tiên thì chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cũng như thông tin bổ ích khi xem video của mình. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách hãm nước cũng như là ép nước cho cây hồ tiêu sau khi thu hoạch cho mọi người. Không biết ở chỗ mọi người đã thu hoạch hết chưa, chứ vườn của mình thì vẫn chưa thu hoạch hết. Và hôm nay sẽ quay để cho bác nào thu hoạch xong rồi thì có thể tham khảo. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng tiến hành thôi nào. Cách đây gần một năm thì em cũng đã làm một video về quy trình chăm sóc cây hồ tiêu sau khi thu hoạch. Mà video đó hồi đó thì chỉ nói chung chung thôi bác. Nói nó nhiều vấn đề cùng một video các bác. Nhưng hôm nay em chỉ nói về cái vấn đề một vấn đề thôi, nhưng là vấn đề ép nước nha các bác. Vườn của em thì vẫn chưa thu hoạch hết đâu các bác. Nói chung chắc cũng mới thu hoạch đến 1/3 thôi. Đây là những cây em đã thu hoạch xong đấy các bác. Hôm trước thì em cũng đã làm một video về cách chăm sóc cây hồ tiêu đang thu hoạch cho các bác. Và quan trọng nhất là cái chăm sóc cây hồ tiêu đang thu hoạch đó là sẽ bổ sung nước cho cây nhé bác. Tức là sẽ không để cây nó bị héo, đang còn quả trên cây thì chúng ta để bị héo thì cây nó sẽ rất là nhanh tàn. Bởi vì mùa này mùa khô các bác, nên cây bộ rễ nó cũng khô nhiều rồi, chỉ còn một ít rễ ở trong gốc thôi. Cho nên nếu như đang còn quả trên cây mà chúng ta không tưới thì cây nó sẽ héo rất là nhanh và cây nó sẽ rất là nhanh tàn. Còn hôm nay thì em sẽ quay về cách chăm sóc cũng như là cách ép nước cho cây hồ tiêu sau khi thu hoạch. Đây là cây em đã thu hoạch xong đấy bác. Cây hồ tiêu sau khi thu hoạch thì thường nó sẽ vàng vàng như thế này nhé bác. Nói chung nó vàng vàng như thế này là đạt yêu cầu đấy bác. Chứ cây nó đang còn xanh quá thì thực sự là để ép cho cây năm sau thì cũng hơi là vất vả đấy. Bởi vì càng tàn thì năm sau thì quả nó sẽ càng là nhiều các. Nhưng mà chúng ta đừng để nó tàn quá là được. Cứ vàng vàng, lá nó cứ vàng vàng với lại cành nó sơ xác như này là ok đấy các. Năm sau làm bông khá là đơn giản thôi. Cách ép nước thì cũng khá là đơn giản quá. Đây là cây hồ tiêu đã sau thu hoạch thì chỗ này em mới tưới đấy các bác, tại em chưa hai hết đấy cho nên là phải tưới thôi. Còn sau khi thu hoạch thì chúng ta sẽ tiến hành ép nước thôi. Ép nước thì thường thì vườn bác nào mà đất bằng đất đổ thì thường là 20 đến 25 ngày thì chúng ta sẽ tưới một lần. Còn không thì cứ khi nào héo mà mấy cái lá này nó sẽ cúp xuống thì chúng ta sẽ tiến hành tưới thôi nhé các bác. Và đặc điểm của cây hồ tiêu này thì chúng ta cũng không cần phải tưới nhiều đâu. Tưới cho nó qua loa, nói chung là tưới cho nó tỉnh là được thôi, chứ không cần phải tưới đẫm, tưới nhiều làm gì đâu. Còn ở trong gốc vào mùa khô này thì chúng ta sẽ, bác nào mà rảnh thì chúng ta sẽ làm sạch cỏ nhé bác. Ở trong gốc thì mùa khô chúng ta cũng không cần phải để cỏ làm gì đâu. Hôm trước thì em cũng, trước khi video chăm sóc cây hồ tiêu đang thu hoạch thì em đã giới thiệu được các bác. Còn ở phía ngoài thì bác nào thích để cũng được, còn không thì cũng xử lý nó đi cũng được. Bởi vì mùa khô mà, mùa khô thì bệnh tật nấm bệnh nó cũng không phát triển đâu, cho nên để cỏ cũng không cần thiết cho lắm. Cho nên mùa khô thì chúng ta sẽ làm cho sạch cỏ thôi. Bác nào có rác có đồ thì cứ tấp hết vào trong gốc nhé bác. Cứ tấp hết vào trong gốc cho nó phân hủy. Đến lúc làm bông ra rễ mới nó cho cây nó ăn là vừa. Bác nào có điều kiện hơn nữa thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phân hữu cơ thôi. Một phân chuồng hay là phân gà gì đấy ủ hoai mục là được. Phân bò ủ hoai mục, phân gà ủ hoai mục gì đấy. Chúng ta sẽ tiến hành bỏ thôi. Hôm sau thì em sẽ làm một video về hướng dẫn cách bỏ phân hữu cơ luôn. Còn hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bác cách ép nước và hãm nước thôi. Để cho cây ra hoa kết trái cho năm sau được đều và nhiều thì quan trọng nhất thì có hai công đoạn chính, đó chính là ép nước cho bác. Ép nước là công đoạn khá là quan trọng. Và thứ hai nữa là ánh sáng các bác.
cây sau khi thu hoạch thì để cho nó phân hóa mầm thì sẽ cần rất là nhiều ánh sáng. Nói chung bác nào mà trồng trên cây trụ sống ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành rong tỉa cây trụ sống cho thoáng mát, để cho cây hồ tiêu của chúng ta được đón được ánh nắng nhiều nhất. Còn bác nào mà có cái dây tiêu lươn ở trên ngọn, các bác chúng sẽ tiến hành cắt tỉa cho nó gọn gàng luôn. Nói chung là hai cái quan trọng để cho cây tiêu ra hoa vào năm sau, đó là ép nước và thứ hai đó là ánh sáng, các bác. Ta cứ cắt tỉa cành cây trụ sống cho thông thoáng. Còn cây sau khi thu hoạch thì chúng ta cũng sẽ không cần phải bỏ phân gì đâu các bác. Bác nào có điều kiện thì cũng bỏ thêm một ít lân được. Bác nào có phân chuồng ủ hoai mục thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phân chuồng ủ hoai mục thôi. Đó, đây là cây hồ tiêu sau khi thu hoạch đây. Nó vàng vàng này là đạt tiêu chuẩn đấy các bác. Chứ mà xanh quá thì chúng ta cũng phải ép nước thật là kỹ luôn đấy các bác. Chúng cứ tàn tàn một chút thì nó mới nhiều quả. Chứ mà cây nó sung quá thì năm sau chúng ta làm quả nó rất là khó. Còn bác nào sau khi thu hoạch thì vườn bác nào mà có nhiều tảo đỏ ấy, thì chúng ta cũng sẽ tiến hành phun luôn nhé các bác. Tảo đỏ này thì thường là chúng ta sẽ phun vào chiều mát thôi, với lại là sau khi tưới ấy. Nói chung là mát mẻ thì chúng ta phun thôi, chứ mà trời đang nóng nực mà chúng ta phun thuốc tảo đỏ. Tảo đỏ thì thường là gốc đồng nhé bác, gốc đồng thì nó sẽ nóng ấy, cho nên thường là sẽ phun vào chiều mát hoặc là sau khi tưới xong các bác, tức là đang có độ ẩm ấy, thì chúng ta sẽ phun. Chứ mà trời đang nắng gắt mà chúng ta mang gốc đồng ra phun thì lá đồ nó sẽ rụng hết ấy, sẽ ảnh hưởng đến cây các bác. Như vậy là công việc ép nước cũng như là hãm nước cho cây hồ tiêu và cũng như là cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch cũng khá là đơn giản như vậy thôi các bác. Quan trọng nhất thì chúng ta sẽ tiến hành ép nước. Vườn bác nào đất bằng, đất đỏ, đất tốt rồi thì thường là 20 đến 25 ngày chúng ta sẽ tưới một lần. Thường là còn bác nào nữa thì không thì để cho nó héo cúp lá xuống thì chúng ta sẽ tiến hành tưới thôi. Tưới thì tưới một lần ít thôi, không cần phải tưới nhiều đâu các bác. Không cần phải tưới đẫm làm gì thôi. Còn một cái quan trọng nữa là ánh sáng nhé bác. Bác nào mà trồng trên cây trụ sống thì sẽ tiến hành rong tỉa cho cây hồ tiêu của chúng ta sẽ nhận được nhiều ánh sáng nhất. Còn để căn mà khi nào mưa ấy, ở vùng chỗ em thì thường là sẽ đầu mùa mưa là thường là sẽ đầu tháng 5 sẽ bắt đầu mưa anh bác. Vậy thì tầm giữa tháng 4 hoặc là nửa cuối tháng 4 thì chúng ta sẽ tiến hành tưới ít thôi. Tưới ít hơn những lần khác để chúng ta sẽ cái thời gian đó chúng ta sẽ nghỉ được dài hơn. Đó chính là cách ép nước. Ok, như vậy là video hướng dẫn cách ép nước cũng như là hãm nước cho cây hồ tiêu của em cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều nha.